Chương 3. Anh em sinh đôi là điều gì đó rất nhiệm màu. Hai đứa tấp vào hiên một nhà bên đường đã đóng cửa. Thanh liếc nhìn ngón tay trỏ bên phải của anh trai và ngón trỏ bên trái của mình như một sự kiểm chứng. Cả hai ngón tay của hai anh em giống nhau đến lạ lùng, với hai vòng sẫm như chiếc nhẫn ôm quanh ngón. Cậu đưa bàn tay mình để sát tay anh trai làm thành một cặp. Thiên chăm chú dõi theo từng cử động của thằng nhóc, chợt nghẹn ngào. Nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp nước mắt của Thanh, Thiên nói rất chậm, giọng khẽ khàng như sợ em mình lại khóc. Nhìn vào đôi mắt ướt nhẹp nước mắt của Thanh, Thiên nói rất chậm, giọng khẽ khàng như sợ em mình lại khóc. Thanh nói nhát gần, đầu cúi xuống như sợ ánh nhìn của mình khiến anh mình sợ hãi. Thanh nói nhát gần, đầu cúi xuống như sợ ánh nhìn của mình khiến anh mình sợ hãi. Thiên ngạc nhiên vì cách thằng nhỏ trả lời. Nghĩ là sao? Chuyện gì? Một thằng bé tí nói giọng như ông già hiểu đời. Cứ như thằng nhỏ biết điều gì đó mà Thiên không biết. Cứ như chúng là anh em ruột thịt. Cứ như Thiên vừa tìm được tình yêu vui nhất đời mình. Tay siết chặt tay Thanh, chỉ vào dấu nâu sẫm, người Thiên nhúc nhích liên hồi. Thiên ngạc nhiên vì cách thằng nhỏ trả lời. Nghĩ là sao? Chuyện gì? Một thằng bé tí nói giọng như ông già hiểu đời. Cứ như thằng nhỏ biết điều gì đó mà Thiên không biết. Cứ như chúng là anh em ruột thịt. Cứ như Thiên vừa tìm được tình yêu vui nhất đời mình. Tay siết chặt tay Thanh, chỉ vào dấu nâu sẫm, người Thiên nhúc nhích liên hồi. Thiên nhíu mày, nhìn tay áo thâm xì rách cả đường lai của thằng nhỏ. Nhóc vẫn cúi đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, đưa tay lên mặt quẹt liên hồi. Thiên nhíu mày, nhìn tay áo thâm xì rách cả đường lai của thằng nhỏ. Nhóc vẫn cúi đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, đưa tay lên mặt quẹt liên hồi.